Ủa anh làm anh Khải? Hả? Làm hả? Anh xịt thuốc nè, mà bình nó hư rồi. Thì cái bình nó yếu quá, giờ chở ra tiệm cho nó thay cái bình cái rồi về làm tiếp thôi. Vậy? Tới tiệm làm gì? Cho nó thay cái bình. Trời đất ơi. Cái bình nó bị tại mình lâu ngày rồi nó bị hư cái bình á. Tôi mới đi ngang kia thấy con rắn chạy qua đây nè. Nó nhỏ. Thôi bỏ tha đi. Rắn toàn bắp chân lận. Hôm nay ăn chay. Con chay hả? Ăn chay, thôi tha nó đi. Thôi. Thế đợi ông ở nhà chơi đi. Ông ở nhà có, trong nhà có nước á. Ừ. Lại có đồ có cái gói mì tôi ăn nửa còn nửa trong á. Ý là anh chở cái bình đi luôn hả? Thì chở cái bình đi cho anh thấy. Không cần đâu. Hả? Bây giờ nha, anh gỡ ra anh mang đúng cái bình thôi. Anh ra cái chỗ bán bình á, anh đổi. Nó có một đồ nghề cái thợ thầy đó, nó thay rồi chứ. Ủa, đồ nghề cái gì? Ở trong đây anh không mở ra làm sao anh biết? Cái đó giờ ông mua về là ông xài, có khi nào ông mở ra mà biết trong đó là cái gì? Nhưng mà trong đó nó toàn mà cái dắt không à. Anh gỡ ra, anh mang ra tiệm bình anh thay. Ở xuống em nói nghe nè, bây giờ biết nó sao ta. Giờ nó thì ý là thế này nè, bây giờ anh mang cái bình ra cho thợ sửa đúng không? Dù gì cái bình anh cũng hư anh cũng bỏ. Thì ra ngoài cho thợ nó thay cái bình thôi chứ còn cái kia vẫn bình thường. Đúng rồi, thay cái bình. Ừ. Anh biết là cái bình nó tái chế được. Ủa thì mình thay cái bình đó mình lấy cái bình về, còn không nó mình thích thì mình cho nó, không lấy cái bình cho về. Chứ anh lấy về làm gì, anh lấy về anh chụp xó cho anh làm gì đâu. Đối với anh á, ve chai. Nhưng đối với người ta là cẩm lai. Là sao? Anh chưa nghe nói là buôn ve chai bán cẩm lai hả? Đối với anh nó chỉ là ve chai thôi, nhưng đối với người ta là gỗ cẩm lai á. Đồ một cẩm lai mắc lắm thần. Thì đó, cho nên người ta mới có câu vậy đó. Đừng nghĩ mấy anh em buôn ve chai là nghèo, toàn là buôn gỗ lai, buôn gỗ cẩm lai không đó. Ủa nhưng mà mình đâu có đồ nghề đâu mà mở. Tô vít của anh không đó. Bây giờ thay vì anh mang ra sửa đúng không? À. Bây giờ thợ sửa là thợ sẽ có cái bình và tiền công của anh là hai thứ. Đúng không? Nói sao tôi không hiểu. Ý là anh mang ra sửa là anh phải trả tiền công cho thợ chứ đúng không? Thì rõ ràng. Rồi, cái bình thì bình hư rồi, hay thợ bè cái bình này hư rồi thì anh lấy về làm cái gì? Thì anh phải cho thợ chứ. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà cái bình đó anh mang đi đại lý bình á, anh đổi người sẽ cho anh cái bình mới, đưa ra bình cũ anh bù thêm ít tiền nữa, về nhà anh gắn vô là xong thôi. Anh không mất tiền công. Anh không mất tiền bình, với lại là bình thợ đi mua về, mua đại lý về, ép buộc thợ phải kê lên ít tiền nữa, vậy công sức người ta chạy đi tiền hao xăng người ta nữa chứ. Là trong khi đó ta mua cái bình về ta để ngay cái tiệm. Đúng rồi. Là người ta bán cho mình là phải có lời về cái bình rồi. Đúng rồi, rồi bình rồi. Mà trong khi đó mình đem ra mình sửa. Mình thay thì nó lại tính tiền thợ. Đúng rồi. Tiền công. Đúng rồi. Mà trong khi đó cái bình mình thay ra mình bỏ mình để đó. Đúng rồi. Mình thích mình cầm về cũng được tiền mình. Đúng rồi. Nhưng mà mình cầm về làm tế ông nội mình. Đúng rồi, đúng rồi. Để lại đó. Đúng rồi. Nó lại lượm được cái miếng gỗ cẩm lai. Đúng rồi. Lấy mang đi ra đổi. À. Bù ít tiền mang bình mới về. Chứ tại sao mình không tự mở đây? Đúng rồi. Cầm cái bình hư này đem ra chỗ đại lý. Đúng đại rồi. Lý bình đổi lại nó bù ít tiền và lấy cái bình đó là cái bình gốc, nó đỡ rẻ tiền hơn nhiều. Đúng rồi. Đem về chỉ cần gắn vô là mình chạy xài thôi. Đúng rồi. Nhưng mình làm thì có tiền, ép buộc mình phải làm cái nào cho tiết kiệm tiền thì mình làm thôi. Đù, tại sao mà cái suy nghĩ này là ở đâu không có vậy? Thì suy nghĩ là thực tế anh hư cái bình thì em mang ra đại lý anh đổi. Vì chỗ đại lý nào cũng có chế độ là đổi bình mới, đại lý nào cũng có ghi vậy mà. Thì đúng rồi, tôi thấy mà. Ê, nhưng mà cái ý tưởng của ông làm như vậy thì mấy người mà thợ thay bình sửa bình này nọ là mấy người đó ăn bằng cái gì? Thế vậy? Mấy người thì ăn bằng đường điện có đầy đồ để sửa mà, đâu phải sửa bình đâu. Đâu phải hư bình đâu. Hư đầy, là... đầy thứ để hư bếp phun, hư đường dây điện, hư bên trong đầy thứ để hư mà. Là cái miếng gỗ cẩm lai đó rồi người ta không còn ăn nữa thì sao? Thì người ta buôn gỗ khác. Đồ mà gỗ chắc, gỗ chết luôn ha. Đó vậy thôi. À. Đó thì em làm nông dân thì em thấy cái nào tiết kiệm thì em làm thôi chứ giờ sao giờ? Ông biết tôi là gì không? Là gì? Chùm sò mà. Chùm sò. Hiểu rồi. Rồi. Trời, bây giờ anh gỡ bình ra mang đại lý anh đổi đi. Bây giờ tôi gỡ ra đúng không? Ừ. Bây giờ cái nào không biết là ông chỉ ha. Đúng rồi. Mà có gì đâu đúng không? Gỡ là giật cái dắt ra là đem đi thôi. Có cái dắt thôi, không có gì hết á. Chủ yếu là mình về mình gắn lại cộng trừ và cho chính xác là được. Đúng rồi, anh cứ nghĩ đó là quan trọng thực sự trong đó. Toàn là gỡ ra không có gì vậy. À, cái dắt được ra và rút vô thôi. Ừ. Cũng giống như là anh thấy là cái chế độ là đổi nón bảo hiểm cũ và nón bảo hiểm mới đó. Thì anh đổi người ta đưa nón bảo hiểm mới cho anh, mang tiếng là đổi thôi, anh phải bù tiền chứ. Đem về cái tờ sơn sửa lại. Đúng rồi. Thì cũng tương tự cái bình vậy đó, nôm na là như vậy đó. Ok, vậy để tôi gỡ ra.